Cảm ơn Integrate đã giúp mình đạt học bổng 20.000 đô của trường đại học Macquarie, và không chỉ vậy còn trao cho mình giải thưởng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt nữa. Em là Nguyễn Quốc Trung ạ. Em vừa tốt nghiệp trường đại học nghề quốc dân, và sáng 2 tới thì em sẽ theo học ngành bậc Master ngành Business Analytics tại trường đại học Macquarie ạ. Thì thật sự thì em đã có ý định du học từ phải năm 2, năm 3 đại học ạ. Và lúc đấy thì em cũng tìm hiểu qua rất nhiều kênh về kiểu về những cái chương trình du học ấy. Thì trong một lần tình cờ em luyện trên IELTS Online Test, thì em có được biết là IELTS Online Test nó cũng là một công ty con của Integrate. Và em cũng tình cờ được biết là lúc đấy Integrate cũng có rất là nhiều những cái buổi triển lãm về du học ấy. Triển lãm du học online đó thì mình được gặp trực tiếp một một với các thầy cũng như là các đại diện của trường. Thế nên là tất cả mọi thắc mắc cũng như là mọi câu hỏi của mình về khóa học, mình đều được giải đáp rất là cặn kẽ. Đầu tiên là về em nghĩ chắc là em sẽ dùng từ nhiệt tình. Hai chị support hồ sơ của em thì rất là nhiệt tình, và thứ hai là tận tâm. Tức là tất cả những hồ sơ, không chỉ là về những cái hồ sơ em chuẩn bị cho trường, apply vào trường, mà còn những cái hồ sơ làm visa ấy ạ. Thì bên mình rất là rõ các quy trình đấy, nên là chủ yếu là cái quá trình làm visa của em diễn ra rất là suôn sẻ. Ba là phản hồi siêu nhanh, là bất cứ khi nào em cần support, em có câu hỏi gì thắc mắc, thì kể cả tối muộn hay là đêm khuya thì các chị vẫn sẵn sàng giúp đỡ em và kiểu trả lời tin nhắn của em. Còn một điều nữa khiến em cảm thấy rất là wow là tất cả mọi thứ đều diễn ra online, kể cả từ việc triển lãm du học, em được gặp các đại diện của trường, các thầy cô ở bên trường thì đều diễn ra được online. Và tiếp theo đấy là về sự support về hồ sơ của em, và cũng như là quá trình nộp hồ sơ thì hoàn toàn 100% là qua online hết, qua scan, qua Google Scan Document. Trong lúc đấy thì em cũng phải đi làm ban ngày, nên là thật sự em chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối ạ. Nên là cái việc mà được support online như thế nó tiết kiệm cho em thời gian rất là nhiều. Các chị bên Internet còn không chỉ tư vấn cho mình về các trường, cũng như là list ra điểm mạnh, điểm yếu của từng trường đại học để sao cho phù hợp nhất với bản thân của mình cũng như là budget của gia đình. Bên cạnh đấy thì các chị còn support mình tìm chỗ ở, và cũng như là những cái hoạt động và những cái chương trình intern nếu mà có ở trong trường nữa.